A Nan nên biết các đại Bồ Tát cùng với người cầu thanh văn độc giác thừa chẳng nên giao thiệp, chẳng nên ở chung, chẳng nên cùng họ luận bàn chọn lựa. Vì sao? Vì nếu cùng họ luận bàn chọn lựa thì hoặc sẽ phát khởi tâm sân giận tức tối hoặc lại phát sanh lời nói thô ác. Các Bồ Tát đối với loại hữu tình chẳng nên phát khởi tâm sân giận vân vân, cũng chẳng nên phát ra lời nói thô ác, dù bị chặt đầu chân các bộ phận trên thân cũng chẳng nên khởi lên lời nói thô ác. Vì sao? Nên nghĩ thế này, ta cầu quả vị giác ngộ cao tột, vì cứu bạt các khổ sanh tử của hữu tình, làm cho họ được rốt ráo lợi ích an lạc thì tại sao đối với họ ta lại khởi việc ác? A nan nên biết nếu bồ tát đối với lại hữu tình khởi tâm sân giận, phát ra lời nói thô ác thì chướng ngại trí nhất thiết trí của bồ tát cũng phá hoại vô biên pháp hạnh thủ thắng. Vì vậy, chúng đại bồ tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì đối với các hữu tình chẳng nên sân giận, cũng chẳng nên phát ra lời nói thô ác. Hết quyển thứ 337.